Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến bài học tiếp theo của tôi trong chương trình chia sẻ những cái kinh nghiệm ít ỏi của tôi về business và marketing và giúp các anh chị khởi nghiệp thành công, khởi nghiệp ít rủi ro. Và bài học hôm nay cũng rất ngắn gọn và trực tiếp ngay, đó chính là nội dung liên quan đến việc bán hàng theo đội nhóm. Bán hàng theo đội nhóm tức là chúng ta nói về một cái mô hình, đó là chúng ta tham gia vào các cái đội nhóm, các hội nhóm để chúng ta bán hàng. Cái việc đội nhóm và hội nhóm này thì nó có cái tác dụng gì? Thí dụ như hiện nay tại thị trường Việt Nam nó có khá là nhiều những cái mô hình là các cái hội nhóm người ta thành lập ra và hoạt động với nhau một cách có quy tắc, quy củ để mà hỗ trợ nhau trong quá trình kinh doanh. Tôi lấy thí dụ như là BNI hay là Selling hay là những cái câu lạc bộ kinh doanh, những cái câu lạc bộ địa phương. Thì với cái mô hình như thế, cái việc bán hàng nó sẽ trở nên rất dễ dàng trong cái hội nhóm đó. Cái quy mô nó không quá lớn nhưng mà cái khả năng bán nó được rất là cao. Bởi vì là cái sự cam kết của các thành viên trong hội nhóm là ủng hộ lẫn nhau, mua hàng và giới thiệu khách hàng cho nhau trong cái hội nhóm đó. Đúng không ạ? Ví dụ các bạn nhìn tôi nói như trong cái vòng bàn tay này, đúng không ạ? Đấy, cái người A sẽ giới thiệu khách hàng cho cái người B. Cái người B này sẽ giới thiệu khách hàng cho người C. Thậm chí cái người C sẽ mua hàng của cái người D. Và cái người D thì lại bán hàng cho cái người A, kiểu như thế. Thì đó là những cái cam kết mà các thành viên trong hội nhóm, trong đội nhóm của mình là hỗ trợ lẫn nhau cái quá trình kinh doanh. Vậy thì chúng ta nên tham gia vào những hội nhóm này, những đội nhóm mạnh, được chưa ạ? Và quy củ chuyên nghiệp, cái quy mô càng lớn càng tốt. Đấy, thì chúng ta sẽ hỗ trợ nhau. Thứ hai là chúng ta phải xây dựng được cái đội nhóm của riêng mình. Và cái đội nhóm này họ sẽ sử dụng và ủng hộ những cái sản phẩm và dịch vụ của chúng ta để chúng ta có thể làm được tốt hơn, để chúng ta có thể dễ dàng bán được. Đấy, thì bản thân tôi thì biết khá là nhiều mô hình như là BNI hoặc là Selling hoặc là những cái câu lạc bộ doanh nhân, những câu lạc bộ khởi nghiệp, rồi thì những cái câu lạc bộ mà kiểu như hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiệp hội công nghiệp, hiệp hội những cái người này, những người kia, hiệp hội những người làm ngân hàng, kiểu như thế. Thì chúng ta nên tìm hiểu và nên tham gia vào, và chúng ta nên xây dựng, có đóng góp vào một cái phần rất là mạnh mẽ trong cái quá trình mà chúng ta tham gia và chúng ta hoạt động và chúng ta xây dựng cái đội nhóm đó để chúng ta được hưởng lợi từ việc bán hàng. Và tôi cũng xin nói thêm cái việc là bán hàng thông qua hội nhóm, thông qua đội nhóm hiện nay là một cái mô hình bán hàng khá là tốt. Đấy, và rất nhiều các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân làm kinh doanh họ tham gia vào các đội nhóm này rất nhiều để mà họ tìm kiếm khách hàng. Và tự những cái người trong cái hội nhóm đấy họ cam kết là họ giới thiệu sản phẩm và dịch vụ cho nhau, giống như là một cái mà giá trị lợi ích của họ là cho đi rồi hãy nhận lại, đúng không ạ? Cho đi rồi hãy nhận lại. Thế thì tôi cũng mong muốn là các bạn hãy làm được việc đó, tham gia vào các hội nhóm càng nhiều càng tốt. Tất nhiên là các hội nhóm nó phải có chất lượng và phù hợp với sản phẩm và dịch vụ của mình các bạn nhé. Thứ hai là mình phải tự xây dựng chủ động và tạo được cái giá trị trong cái cộng đồng đó. Đấy, thì chúng ta sẽ được hưởng lợi rất là nhiều và cái việc bán hàng nó sẽ trở nên dễ dàng hơn với các bạn, cái thương hiệu của các bạn sẽ được bay xa hơn. Ok, vậy thì tôi vừa xin phép là giới thiệu với các bạn các cái quy trình, nội dung, cái thông tin sơ lược về việc là bán hàng thông qua đội nhóm hoặc là hội nhóm. Và nếu như mà các bạn cần tôi hỗ trợ gì, xin vui lòng hãy liên hệ với tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Như tôi đã nói, bài học này rất ngắn và đơn giản. Vâng.